Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì như các bạn đọc tiêu đề thì hôm nay mình sẽ unboxing và review cho mọi người một cái collection, một cái bộ sưu tập mới mà từ một cái hãng local brand mà mình đã từng làm bằng một cái video riêng về hãng local brand đấy. Và bây giờ là khoảng tầm tháng 11 ở Hà Nội thì như các bạn biết thì đã bắt đầu chuyển sang mùa đông rồi. Và mình sẽ cóp những cái đồ trong cái collection mới của brand này là những cái đồ mùa hà đông. Tại khu vực thành phố thì bạn nhớ mặc áo mưa khi trời mưa, áo ấm khi trời lạnh. Để không mất thêm một giây nữa của mọi người thì mình sẽ đặt những cái món đồ này lên bàn. Và chắc các bạn có thể thấy được đó chính là hãng Snazzy Clothing. Và lại một lần nữa mình với cả các bạn sẽ cùng nhau unbox những cái món đồ mà mình đã cóp trong cái bộ sưu tập mới này. Và bây giờ mình sẽ unbox cho mọi người cái món đồ đầu tiên. Kể từ bây giờ khi mà các bạn order đồ tại Snazzy Clothing thì các bạn sẽ có thêm được một cái túi có khóa zipper bọc ở ngoài. Điều này thì làm mình khiến nhớ đến những cái sản phẩm của Feel God. Nó khá là chất lượng. Và ở trên túi này thì chúng ta có thể thấy là có in logo của Snazzy Clothing. Và ok, bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau unbox cái chiếc áo này. Và như các bạn thấy đây là một chiếc denim jacket màu đen. Và về cái màu đen này thì nó màu đen hơn màu đen lai xám, chứ không phải là một màu đen tuyền. Và về cái màu này thì mình nghĩ là các bạn có thể phối đồ khá là dễ thôi. Bây giờ mình sẽ mở ra để show cho mọi người chiếc áo này trước. Và đây là một cái áo denim mà mình thấy nghĩ là nó đạt gần chuẩn, đạt được khoảng tầm 80% về cái form của denim. Và ở và về chất liệu thì đây là một cái chất liệu vải denim cứng. Mình nghĩ là cái chất liệu này thì nó rất thích hợp để làm denim, bởi vì là khi mà các bạn làm denim ấy mà các bạn làm chất liệu vải mềm, vải mỏng thì cái denim của bạn mặc lên nó sẽ không lên được form của áo denim. Và bây giờ mình sẽ cho chi tiết hơn cho mọi người với những cái detail của nó. Và đây thì các bạn có thể thấy là có một cái thác, có một cái thác có in logo của Snazzy. Và cái thác ở lần này đã được thay đổi, bởi vì là lần trước nó chỉ có mỗi một cái logo không của Snazzy. Và nhưng mà tuy nhiên thì đến lần này thì các bạn có thể thấy là in logo, in thác đẹp hơn. Detail ở trên chiếc áo này nó khá là chi tiết. Và ở mặt trước thì chúng ta có hai chiếc túi ở hai bên để các bạn có thể là đựng đồ hay là đựng một số thứ khác ở hai bên. Và ở hai bên ngực thì các bạn có thêm được hai chiếc túi khuy để, cái thứ nhất là để tạo điểm nhấn cho chiếc áo. Cái thứ hai là mình nghĩ là cũng có thể được đồ, một cái số đồ, đồ dùng cá nhân cần thiết mà các bạn có thể là sợ nó bị rơi thì ở đây có túi và có cả khuy luôn. Và điều mình rất là thích ở cái chiếc áo này đó chính là cái phần distress của cái áo này. Đó chính là cái phần rách ở trên cổ áo, phần gần gần với cả cổ áo. Và các bạn thấy là phần rách này nhìn nó khá là điêu luyện, nhìn nó khá là bắt mắt. Phần rách này để tạo điểm nhấn cho chiếc áo. Và trên một chiếc áo bò thì mình nghĩ là nên thêm cho mình những cái detail rách của áo, tạo nên được một cái gió nó bụi bặm hơn so với những chiếc áo bò mà ngày xưa mặc. Wow. Một cái điều mà mình vừa mới phát hiện ra được đó chính là ở đây chúng ta có thêm được một cái logo Snazzy nhỏ ở phần cổ áo, phần đằng sau cổ áo này. Phần này nó, cái thứ nhất là mình nghĩ là nó sẽ tạo điểm nhấn của cái áo khi mà các bạn mặc denim mà dựng cổ lên. Và cái thứ hai là nó kiểu như là muốn show cho mọi người thấy đây là thương hiệu áo, chiếc áo này là của thương hiệu Snazzy Clothing. Và đây là một cái chi tiết nhỏ mà mình thấy khá là khen nợ cho Snazzy. Ở mặt sau chúng ta có thêm một cái vết rách cũng khá là vừa vặn ở mặt sau. Thì như mình đã nói thì những cái áo bò thì thường nên là thêm những cái vết rách để cho nó tạo nên sự bụi bặm. Có thêm những cái phần đường kẻ ở giữa này để nó tạo nên form của chiếc áo chuẩn hơn. Và mình sẽ để chiếc áo này sang một bên và mình sẽ unbox những cái sản phẩm tiếp theo. Ok, và bây giờ mình và các bạn sẽ cùng unbox thêm sản phẩm thứ hai. Ở sản phẩm thứ hai này các bạn có thể thấy trước mắt các bạn đây đó chính là một chiếc denim. Nhưng mà tuy nhiên là denim này khác hoàn toàn với cái chiếc denim trước, đó chính là màu xanh. Và bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau unbox nó. Và trước mặt các bạn đây đó chính là chiếc denim jacket màu xanh. Ok, và để mình sẽ ngắm lại một chút chiếc áo này. Và về chất liệu thì mình nghĩ là đây là một chiếc áo làm bằng 100% cotton. Cotton là một cái vật liệu trường tồn để có thể làm nên được quần áo. Thấy ở đây đó chính là những cái phần distress nhẹ ở đây và những cái phần fray. Ở đây có một phần fray, ở dưới đây cũng có một phần fray nhẹ.
Và ở cổ áo thì có khá là nhiều phần fray ở đây. Điều này thì mình nghĩ là nó vừa đem lại được cái sự bụi bặm cũng như là một cái sự đương đại mới trong cái thời gian gần đây. Và ở trên chiếc áo thì có thêm được những cái đường thẳng chắp vá này. Điều này thì mình nghĩ nó làm điểm nhấn của cái chiếc áo này, giúp cái chiếc áo này nổi bật hơn ở những cái phần chắp vá. Và điều đặc biệt của chiếc áo này đó chính là ở hai bên hông. Thì các bạn có thể thấy là ở hai bên hông sẽ có thêm được phần zipper ở đây. Và phần zipper này khi mà các bạn muốn tạo nên một cái sự gì đó nó thời trang thì các bạn có thể là kéo zipper lên. Wow, phải nói là zipper khá là mượt. Và ở mặt sau thì có thêm được một cái phần distress có bên trái gần với cổ so với áo của các bạn. Và mình nghĩ là phần distress này được làm 100% bằng thủ công. Vẫn như áo chiếc áo màu đen thì mặt sau chúng ta sẽ có thêm một cái logo của Snazzy. Và mình chắc chắn rằng với cả các bạn này, những cái áo bò này nó sẽ trường tồn gắn bó với mình đến bao giờ nó hỏng đi thôi. Và bây giờ mình và các bạn sẽ cùng unbox thêm sản phẩm tiếp theo. Ok, và để tiếp theo video này thì mình sẽ unbox thêm một sản phẩm nữa. Đó chính là một chiếc quần Caro Pant. Và chiếc quần này thì mình nghĩ là nó khá hoàn toàn mới ở cái thời điểm hiện tại. Và mọi người có thể là sẽ thấy chiếc quần này khá lạ, vì là nó sẽ có những chiếc túi khá là to. Và để không mất thêm một giây nào nữa các bạn thì mình sẽ unbox luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho mọi người nhìn sơ qua chiếc quần này. Điều đầu tiên khi mà mình cảm thấy là về cái chất liệu. Chất liệu này thì mình nghĩ là nó là một cái chất liệu vải kaki mà mọi người hay mặc ở những chiếc quần bình thường. Và ở chiếc quần này thì chúng ta sẽ có thêm một cái đo string khá là dài. Và điều này thì khá là thuận lợi cho chúng ta là không cần phải thay dây đo string hay là nối thêm đo string vào để tạo điểm nhấn cho chiếc quần nữa. Theo như thông tin của store thì chiếc quần này có tổng cộng là 3 màu. Nhưng mà tuy nhiên là cái màu mà size của mình ấy thì hiện tại là chỉ có màu này thôi. Và khi mà được release tới mình chắc chắn sẽ cóp thêm một cái màu nữa, đó chính là màu đen. Và chiếc quần này thì mình thấy nó khá là mới, bởi vì là hiện tại thì chưa có một cái local brand nào mình cảm thấy là làm ra được quần này. Và quần này thì các bạn có thể thấy ở đây này nó qua có hai túi để đựng đồ ở đây. Và mình đã đếm qua thì tổng cộng chiếc quần này có tận là 6 chiếc túi. Và 6 chiếc túi này mình đảm bảo với các bạn là có thể là đựng rất là nhiều đồ, những cái đồ phụ kiện khá là nhỏ. Túi thì chúng ta sẽ có thêm một cái khuy để đựng đồ giúp chiếc túi chắc chắn hơn. Và chất liệu này thì có pha một chút polyester có giãn, cho nên là các bạn yên tâm là mặc sẽ không bị ôm fit sát vào chân của các bạn đâu. Và ở phần ống quần thì các bạn sẽ có thêm được hai phần zipper này, thì chúng ta có thể là lắp thêm được những cái strap của chiếc áo bomber mới này. Và bây giờ mình sẽ unboxing áo bomber này để giới thiệu cho mọi người cái tác dụng cái strap để khi mà áp dụng với cả quần này. Ok, như các bạn có thể thấy đây là một chiếc áo bomber. Nhìn qua thì các bạn có thể thấy đây là một chiếc áo bomber màu rêu khá là to. Và bây giờ mình sẽ unbox nó. Wow, amazing. Phải nói một cái điều đầu tiên khi mà các bạn cầm được chiếc áo này, đó chính là cái form áo. Cái form áo này mình thấy nó khá là đẹp. Form áo này đẹp hơn cả form áo của season lần trước. Wow, mình không nghĩ rằng là cái form áo lần này nó sẽ đẹp như vậy. Form áo lên nhìn nó khá là giống chiếc áo bomber của Phil God mà mình đã từng sử dụng. Và mình khá là khen ngợi về phần cải tiến lần này của Snazzy là form áo khá là mới, khá là đẹp. Và bây giờ mình sẽ lấy cho mọi người chiếc áo cũ để mọi người cùng so sánh về cái form áo season cũ mình cũng đã được sở hữu. Và các bạn có thể thấy là chiếc áo bomber mới này, phần body áo ở giữa của nó thì nhìn trông gọn gàng hơn, trông lên được cái form áo tốt hơn là cái bản cũ thì nó, mình cảm giác nó hơi giống một chút thì đó với cả áo jacket chứ không hẳn là áo bomber. Và phần stacking này ở tay áo thì nó khá là khác rất là nhiều so với bản cũ. Và ở bản mới này thì các bạn có thể thấy là phần stacking này nhìn nó được hài hòa, được co giãn thoải mái hơn so với bản cũ và vẫn giữ nguyên được chiếc túi zipper nhỏ ở phần tay áo. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn phần đặc biệt của chiếc áo bomber này mà mình thấy khá là thích, đó chính là phần strap ở đằng sau. Ở bên trong chiếc áo thì có thêm được cái phần strap này, hay còn gọi là phần dây, để tạo điểm nhấn của chiếc áo. Các bạn đừng nghĩ rằng phần strap này cho vào thêm chỉ để là rối mắt, là thừa, mà mình thực sự
rất thích những cái phần strap này của chiếc áo này. Và phần strap này mình thấy là nó sẽ xuất hiện trên những chiếc áo bomber đắt tiền, chứ không phải là những chiếc áo bomber mà với cái giá thành mà ai có thể sử dụng được. Và phần strap này các bạn có thể là thích thì các bạn có thể là gắn vào, hoặc là các bạn có thể là tháo rời ra theo ý muốn. Và không chỉ vậy thì cái phần strap này các bạn có thể tự điều chỉnh được độ dài của nó. Và ở đây thì phần strap này các bạn có thể là dùng để tận dụng, khá là đẹp. Thực sự là một cái phần dây đeo, một cái phần dây làm điểm nhấn cho chiếc áo khá là mới. Và như mình đã nói với cả các bạn thì mình đã rất thích cái phần strap này, cho nên là mình sẽ đeo lại vào chiếc áo này. Và ở đằng sau detail của chiếc áo thì chúng ta có thêm được một cái túi nhỏ để đựng đồ cũng như là làm điểm nhấn của chiếc áo. Và ở trên đây thì các bạn có thể thấy là một cái logo, detail logo khá là nhỏ ở đây, để chứng minh rằng khi mà các bạn mặc vào và mọi người nhìn vào sẽ biết được đây chính là chiếc áo bomber của Snazzy Clothing. Và một cái điều mà mình thực sự hơi buồn đó chính là cái phần áo bomber này, cái phần vải bên trong này, tuy nhiên là cái phần màu cam này sẽ làm nổi lên cái chiếc áo này. Nhưng mà và nếu như là chiếc áo bomber này nó được thay bên trong thành màu đen như chiếc áo bomber cũ này thì mình nghĩ là nó thực sự là hoàn hảo. Và quên không nói với các bạn được đó chính là phần zipper. Phần zipper ở đây thì theo như những đồ mà mình đã từng dùng của Snazzy Clothing thì những cái phần zipper nhỏ của họ thì đều làm khóa của YKK. Và như các bạn đã biết thì YKK là một cái hãng sản xuất zipper khá là được nhiều cái brand nổi tiếng ưa chuộng. Và về chiếc áo bomber này thì nó được release hẳn 4 màu, thì đó chính là màu olive light và màu black. Và màu olive light là một cái màu xanh rêu sáng, không phải là màu xanh rêu này. Màu xanh rêu này của mình đó chính là màu olive thôi. Ok, và như vậy là mình cũng đã unboxing cũng như là review cho mọi người những sản phẩm của Snazzy Clothing trong cái bộ sưu tập mới này. Và những sản phẩm mà mình đã review thì là thường là những cái sản phẩm, những cái item khá là nhỏ. Và nó còn khá là nhiều những cái sản phẩm nữa và mình sẽ chưa cố gắng cóp hết được để review cho mọi người. Và về thời gian release cũng như là mở bán của season mới này thì là vào lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 2018. Và chắc chắn rằng mình sẽ đến đó để cóp thêm một số đồ của cái season mới này. Và mình sẽ để link release online ở phần bên dưới mô tả video này. Và hẹn gặp tất cả các bạn ở buổi release ngày hôm đấy. Và các bạn nếu thấy hay thì các bạn nhớ là đừng quên like, share, subscribe channel của mình. Và để mình có thêm động lực làm những video unboxing cũng như là review cho mọi người những cái sản phẩm mà mình cảm thấy nó khá là hữu ích để gửi tới mọi người, ok?